Thưa quý thính giả, một hôm tôi đi show tại một thành phố nhỏ bên Mỹ. Show do casino tổ chức nên trước giờ trình diễn thường có một buổi tiếp tân ngắn gọi là meet and greet dành cho các member VIP gặp gỡ và chụp hình với nghệ sĩ. Có hai mẹ con bà kia tới gặp tôi lần đầu tiên ở ngoài nên rất vui vẻ. Bà mẹ hỏi: "Chú ngạn ơi hồi tháng 5 ở chỗ cháu tổ chức buổi họp mặt nhân ngày Mother's Day. Cháu bận coi nhà hàng nên không dự được nhưng cháu có ủng hộ tiền và thức ăn." Sau đó ban tổ chức gửi thư cảm ơn tất cả những người cho tiền, gọi là các vị mạnh thường quân, trong đó có tên tiệm phở của gia đình cháu. Mạnh thường quân là gì chú ngạn? Tôi nhớ cách đây mấy năm cũng đã có người hỏi tôi một câu tương tự và lúc ấy tôi chỉ trả lời rất vắn tắt. Dĩ nhiên đó là những người trẻ, thế hệ lớn tuổi như tôi thường đọc truyện tàu nhiều nên ai cũng biết qua về nhân vật mạnh thường quân thế hệ sau này sống ở Mỹ, ở Canada, còn ai bận tâm đến chuyện tàu làm gì nữa. Cho nên ba chữ mạnh thường quân thường chỉ được hiểu một cách đơn giản là những người hảo tâm đóng góp tiền bạc hoặc tặng vật trong một sinh hoạt nào đó trong cộng đồng, nhất là ở những buổi gây quỹ từ thiện. Cho nên ban tổ chức thường có lá thư cảm ơn chung các vị mạnh thường quân. Câu hỏi đặt ra là gọi như thế có chính xác không? những người đóng góp tài chính hoặc tặng vật cho sinh hoạt cộng đồng hoặc góp công góp của cho quỹ từ thiện, chúng ta kêu họ là những vị mạnh thường quân có đúng hay không? Thưa quý thính giả, theo cái nhìn riêng của tôi thì tôi có thể trả lời ngay là không đúng. Không đúng nhưng mọi người gọi như thế đã quen rồi. Và lại gọi như thế thật ra cũng chẳng có hại gì, cho nên cứ gọi cũng không sao. Câu chuyện xuất phát từ thời Đông Châu Liệt Quốc bên Trung Hoa. Tôi xin mở dấu ngoặc ngay để giải thích một số từ trong sử tàu giúp các bạn trẻ dễ hiểu hơn. Nhà Châu hay nhà Chu là một triều đại lớn, lúc đầu đóng đô ở Tràng An phía Tây nên gọi là Tây Chu. Hơn 300 năm sau rời sang phía Đông để tránh dở Quyền Nhung, đóng đô ở Lạc Dương từ năm 770 trước công nguyên, từ đó gọi là Đông Chu nhà chu là thiên tử tức là vua của cả nước trung hoa nhưng phía dưới có rất nhiều nước nhỏ gọi là liệt quốc đông chu liệt quốc là như thế liệt là nhiều là số đông tuy nhà chu là thiên tử nhưng chỉ xưng tước vương chẳng hạn chu thành vương thời ấy chưa có chữ đế tiếng việt chúng ta thì chữ đế hay chữ vương cũng vẫn được dịch thành có một chữ là vua nhưng trong tiếng Tàu thì cần phân biệt đế với vương, nếu không khi đọc truyện Tàu hay xem phim bộ cổ trang của Tàu, ta dễ bị nhầm lẫn. Cuối đời Đông Chu liệt quốc, khi Tần Thủy Hoàng thống nhất nước Tàu và lên ngôi, ông nhìn lại lịch sử nước Tàu, thấy có các đời Tam hoàng và Ngũ đế. Ông cho là mình vĩ đại hơn tất cả các triều đại trước, nên ông gộp chung hai chữ hoàng và đế lại, và từ đó ông xưng mình là hoàng đế Chứ hoàng đế bắt đầu có từ đời Tần Thủy Hoàng Vua là đế, các con trai hoặc anh em ruột của vua thường được phong tước vương Tần Thủy Hoàng cũng quy định hoàng đế thì xưng chẫm Còn thần dân gọi thần dân là khanh Thần dân thì sẽ xưng thần và gọi hoàng đế là bệ hạ Từ đó các triều đại nối tiếp của Trung Hoa đều dùng cách xưng hô của Tần Thủy Hoàng Bên Việt Nam ta cũng thế, mặc dầu đối với tàu thì các vua Việt của chúng ta chỉ được phong tước vương, chẳng hạn An Nam Quốc vương, chứ không được xưng đế, nhưng trong thực tế thì tất cả các vua Việt Nam vẫn là hoàng đế. Đế thì xưng chẫm, nhưng vương thì không được xưng chẫm mà vẫn phải xưng là cô hoặc quả nhân, ý nói mình cô độc cần cầu hiền. Trong thời Đông Chu liệt quốc, vua các nước nhỏ trên nguyên tắc đều được phong tước hầu cho nên người ta gọi chung các nước ấy là chư hầu, tức là các tiểu quốc. Thí dụ, 800 chư hầu đã họp lại để đánh vua trụ. Tiểu Trung thì có lúc số chư hầu, tức là số các tiểu quốc trên nước Trung Hoa, lên tới con số 1.000. Cũng có nước đòi nhà chu phong tức công trên tước hầu, chẳng hạn tề hoàn công. Có nước lạm xưng luôn tước vương ngang hàng với thiên tử nhà chu, chẳng hạn tề mân vương, nước chư hầu nào mạnh nhất thì được xưng bá tức là có quyền thay mặt thiên tử nhà chu để sai khiến các chư hầu khác nhà chu tuy trên danh nghĩa vẫn là thiên tử nhưng càng ngày càng yếu chỉ ngồi làm bù nhìn mà thôi hơn một ngàn chư hầu đánh giết lẫn nhau mấy trăm năm cuối cùng chỉ còn lại sáu nước sử gọi là lục quốc phân tranh trong đó tần mạnh nhất rồi tần dẹp luôn mấy nước kia thống nhất nước tàu lên ngôi là tần thủy hoàng Như vậy tóm lại Khi quý thính giả nghe bốn chữ Đông Châu Liệt Quốc Xin hiểu là thời nhà Chu Nước Tàu bị phân hóa thành rất nhiều tiểu quốc Và các tiểu quốc ấy lúc nào cũng lăm le đánh giết lẫn nhau Ở thời kỳ này những nhân vật có quyền lực và tài sản lớn Gọi chung là khanh tướng và chư hầu Thường nuôi khách ở trong nhà Gọi là tân khách hay môn khách Thí dụ Việt Vương Câu Tiễn, Tín Lăng Quân, Bình Nguyên Quân, Mạnh Thường Quân, Lã Bất Vi, Thái Tử Đan, Điền Hoành vân vân đều bỏ tiền ra nuôi môn khách. Có những người như Điền Hoành chỉ nuôi 500 tân khách, có người như Câu Tiễn nuôi 6.000 tân khách, còn trung bình như Mạnh Thường Quân thì nuôi khoảng 3.000 người. Cần nhấn mạnh một điều quan trọng, họ nuôi khách trong nhà không phải vì lòng tốt, không phải để làm từ thiện, mà vì mục tiêu lợi ích cá nhân, họ tạo thêm vây cánh, kéo bè kết đảng, dùng những người khách này làm mưu sĩ, làm những cái loa vận động tuyên truyền, đánh bóng tên tuổi dùm họ và nhất là để được tiếng với đời là chiêu hiền đại sĩ. Thời đó là thời loạn, pháp luật lỏng lẻo, chư hầu đánh giết lẫn nhau. Những người ôm trí lớn lại có điều kiện tài chính và quyền lực, lúc nào cũng cần có một đội ngũ những người trung thành đứng sau lưng mình mà người xưa lại rất trọng chức nghĩa, nên những tân khách được chủ nuôi thường sẵn sàng cống hiến hết khả năng và đôi khi cả mạng sống cho chủ. Thí dụ Điền Hoành nước Tề nuôi 500 tân khách. Khi nước Tề mất, Hán Cao Tổ Lưu Bang mời Điền Hành về hợp tác thì sẽ phong chức lớn. Điền Hoành không nỡ thừa chúa mới cho nên đâm cổ tự tử, lập tức 500 người khách cùng đâm cổ chết theo Sử Tàu gọi 500 người ấy là những nghĩa sĩ chết theo Điền Hoành. Thái tử Đan của nước Yên cũng vậy. Ông thấy nước Tần mạnh quá, không nước láng giềng nào chống nổi. Tần Chính Vương, tức là sau này là Tần Thủy Hoàng, là người nuôi đầy tham vọng, muốn thôn tính hết các nước chung quanh, giống như Tập Cận Bình bây giờ. Thái tử Đan thấy chỉ còn một cách duy nhất là ám sát vua Tần, là thượng sách. Nếu giết được vua Tần thì nước Tần sẽ hỗn loạn và các chư hầu sẽ nhân dịp này vùng lên đánh nước tần để đòi lại những mảnh đất mà tần đã chiếm khách của thái tử đan là điền quang tiến cử kinh kha đảm nhận công việc sát thủ thái tử mừng lắm dặn điền quang rằng việc này chỉ có mình tiên sinh và đan này biết mà thôi xin tiên sinh đừng tiết lộ với ai Điền Quang gật đầu lui ra đi gặp Kinh Kha để kể cho Kinh Kha biết là ông đã giới thiệu Kinh Kha cho Thái tử Đan rồi. Điền Quang nói, Thái tử dặn tôi phải giữ kín. Dặn như thế tức là đã có ý nghi ngờ tôi sẽ làm lộ chuyện. Như vậy chỉ còn cách là tôi chết đi để Thái tử an lòng. Dứt lời, Điền Quang rút gươm đâm cổ tự tử. Vì ngày xưa có câu người quân tử chết vì chi kỷ, cho nên những người tự coi mình là kẻ sĩ rất dễ bị lợi dụng đôi khi chết một cách không cần thiết những người như bình nguyên quân tín lăng quân lã bất vi điền hoành thường kén chọn tân khách khi đón vào nhà tiêu chuẩn căn bản phải là kẻ sĩ tức là những người có học nhằm bàn mưu tính kế cho chủ nhân trên thực tế mấy ngàn môn khách nuôi trong nhà cũng có người rất hữu dụng nhưng phần đông chỉ ngồi ăn nhậu rồi nói chuyện trời trăng mây nước cho qua ngày công tử thắng nước triệu tức bình nguyên quân nuôi cả ngàn tân khách trong đó có một người què chân đi cả nhắc rất khó khăn một hôm ông ta từ trên thềm bước xuống sân thì bị trượt chân té trên lầu căn nhà đối diện là nơi ở của những mỹ nữ hầu thiếp tức là vợ bé của bình nguyên quân một người hầu thiếp yêu quý của bình nguyên quân nhìn thấy ông què trượt chân ngã thì vô tình cô gái đã bật cười thành tiếng ông này đứng dậy trông lên thấy cô gái cười bất bình chạy đi báo với bình nguyên quân rằng mỹ nhân của ngài cười tôi xin ngài trị tội bình nguyên quân vội vàng xin lỗi và hứa sẽ trách phạt cô gái nhưng dĩ nhiên bình nguyên quân chẳng làm gì bởi đó là một mỹ nữ mà ông yêu quý chả lẽ lại trách mắng chỉ vì một ông quẻ. Một tháng sau, ông què bỏ đi, rồi tân khách lũ lượt bỏ đi theo. Bình Nguyên Quân lấy làm lạ mới hỏi thăm. Thì có người nói, hầu thiếp của ngài dám cười kẻ sĩ. Ngài không giết cô gái ấy, tức là ngài trọng mỹ nhân hơn kẻ sĩ, nên mọi người bỏ đi. Bình Nguyên Quân vội chạy đi tìm. Ông kẻ sĩ què xin lỗi đón ông trở về, rồi lôi cô vợ bé ra đâm chết tại chỗ để xin lỗi các tân khách đã bỏ đi giờ được tin bình nguyên quân giết mỹ nhân vội ùn ùn quay trở lại ăn nhậu tiếp đồng thanh ca ngợi bình nguyên quân là người biết trọng kẻ sĩ và coi thường nữ sắc thái tử đan cũng vậy coi thường mỹ nhân là một tác phong quan trọng của người quân tử thời xưa thái tử đãi tiệc kinh kha trước khi tiễn người đi làm thích khách giết vua tần thái tử có người hầu thiếp cực đẹp lại đàn giỏi biết kinh kha mê âm nhạc thái tử gọi cô ra đánh đàn cho kinh kha nghe kinh kha buột miệng khen ôi đôi bàn tay đẹp quá lập tức thái tử chặt hai bàn tay cô gái đặt trong đĩa ngọc để tặng kinh kha bởi vì người đẹp thì dễ tìm dũng sĩ mới khó kiếm trong khi đa số các đại gia đều chỉ nuôi kẻ sĩ tức là người có học, thì Mạnh Thường Quân là người duy nhất đón vào nhà mình ba ngàn môn khách, gồm đủ các thành phần thượng vàng hạ cám, kể cả những đứa du thủ du thực đầu trộm đuôi cướp. Chủ đích của Mạnh Thường Quân là loại người nào cũng có lúc ông phải dùng đến. Về sau, thi sĩ Tô Đông Pha viết sách Đông Pha Chí Lâm cực lực phản đối việc nuôi môn khách trong nhà nuôi kẻ sĩ tức là người trí thức làm môn khách Tô Đông Pha còn không chấp nhận thì nói gì đến việc nuôi cả du đảng như mạnh thường quân. Tô Đông Pha viết, Khanh tướng chư hầu tranh nhau nuôi kẻ sĩ. Nhìn qua sử sách thì thấy cái đám đông ấy hơn cả quan lại. Đó đều là bọn gian tà làm hại nước hại dân. Dân làm sao nuôi nổi mà nước làm sao chịu được. Đúng như thế, làm quan làm tướng của triều đình mà ngày ngày nuôi mấy ngàn miệng ăn thì tất nhiên phải tham ô nhũng lạm, chứ tài sản riêng ở đâu ra mà chu cấp cho đủ. Huống chi để nuôi ba ngàn người trong nhà thì còn phải thuê thêm bao nhiêu gia nhân nấu nướng giặt rũ và dọn dẹp. Tô Đông Pha nhận xét thật trí lý, nhưng vào thời chiến quốc người ta chỉ khen chứ không ai chê việc này. Họ coi đó là chiêu hiển đại sĩ, tác phong đáng quý của người quân tử. Mạnh thường quân tên thật là Điền Văn. Họ Điền là danh gia vọng tộc lớn nhất ở nước Tề. Điền Văn là con của Điền Anh, tướng quốc, tức là thủ tướng nước Tề. Đàn ông bình thường ngày xưa còn lấy nhiều vợ, huống chi làm tới tướng quốc. Điền Anh có đến 40 con trai. Điền Văn chỉ là con của một người tỳ thiếp tầm thường, lại sinh ra đúng ngày mùng 5 tháng 5. Điền Anh gay gắt bảo người tỳ thiếp Ngày 5 tháng 5 là ngày đại hung Nuôi thằng này sẽ tán ra bại sản Một là đem giết đi Hai là đem cho người khác Ta không muốn để nó một ngày nó trong nhà nữa Mẹ nào nỡ giết con Người tỳ thiếp giấu kín Điền Văn Cho đến 5 tuổi mới dẫn con lại thú thật với Điền Anh Điền Anh đùng đùng nổi giận Nhưng thằng bé 5 tuổi vập đầu thưa vì cớ gì cha nỡ bỏ con? Chẳng biết nghe theo lời thầy bói nào suối tướng quốc Điền Anh mắng, mày ra đời vào ngày hung, lớn lên sẽ cao lêu khêu bằng cái cổng, chỉ tổ bất lợi cho cha mẹ mà thôi. Điền Văn đáp, người ta sinh ra thụ mệnh ở trời, nếu con có cao bằng cái cổng, thì phụ thân chỉ việc xây cái cổng cao hơn con, chứ sao lại nỡ giết con. Điền Anh không biết nói sao, lại thấy con mình Tuy mới 5 tuổi mà đã biết đối đáp nhanh nhẹn như thế thì chắc không phải là đứa tầm thường. Nên ông đổi giận, làm vui và tha cho Điền Văn. Nhà tướng quốc lúc nào cũng đông đảo khách hứa tới lui. 10 tuổi Điền Văn đã biết thay cha tiếp khách hầu chuyện người lớn khiến ai cũng khen phục. Điền Anh gạt bỏ hết mấy chục đứa con trai kia quyết định cho Điền Văn làm thế tử, cho nối dòng tiết công triều đình ban cho ông từ đó điền văn được gọi là mạnh thường quân có điều đáng nói là trái hẳn với cái lời tiên đoán của thầy bói điền văn chẳng những không cao bằng cái cửa mà trái lại ông thuộc loại nhỏ nhắn thấp hơn mức trung bình của đàn ông rồi tướng quốc điền anh qua đời mạnh thường quân thừa kế sự nghiệp xây dựng từng dãy nhà thật lớn để đón ba ngàn tân khách về nuôi bất kể sang hèn Mạnh thường quân thường hòa đồng với khách, ngồi ăn chung với họ, không ngồi trên bàn chủ tọa. Một hôm trong bữa ăn tối vì đèn không đủ sáng, có người khách ngồi ăn chung với mạnh thường quân, bỗng buông đũa bát đứng dậy đòi bỏ đi. Mạnh thường quân ngạc nhiên hỏi, tiên sinh có điều gì buồn phiền? Người ấy nói, ngài tuy ngồi chung mâm với tôi, nhưng ngài ăn cơm gạo trắng, còn tôi ăn gạo hầm, như thế mà gọi là hiếu khách sao? Ngài cố tình thắp đèn mờ tưởng tôi không thấy hay sao? Mạnh Thường Quân vội sai người đốt đuốc thật sáng lên rồi đưa bát cơm của mình cho người kia ăn, thì quả thật cùng một loại gạo như nhau. Người khách ngượng ngùng tạ lỗi và cảm động nói: "Tôi nghi ngờ ngài như thế quả thật là đáng tội, tôi còn mặt mũi nào nhìn ngài nữa, dứt lời rút dao đâm cổ tự tử chết ngay tại chỗ." Mạnh Thường Quân ôm xác khóc mãi không thôi. Từ đó tiếng tâm của mạnh thường quân lại càng nổi như cồn, thiên hạ theo về càng đông. Bản thân ông không phải là người có mưu được xuất chúng, nhưng ông rất gần gũi môn cách, lại có tài thuyết phục và nhất là ông biết lắng nghe lời các mưu sĩ. Khi làm tướng cầm quân đi đánh giặc cũng như làm tướng quốc ở trong triều, ông luôn luôn có các mưu sĩ bên cạnh và biết lắng nghe nên hầu như lúc nào ông cũng thành công. mỗi lần mạnh thường quân đi đâu thường đem theo đoàn tùy tùng cả ngàn người từ mưu sĩ tới những tay du đãng để dùng theo tùy từng việc vua tần nghe tiếng mạnh thường quân muốn mời sang phong làm tướng quốc xin nhớ thời ấy là thời chiến quốc có nghĩa là bao nhiêu tiểu quốc sâu xé lẫn nhau nước nào có được mưu sĩ giỏi thì mới hy vọng làm bá chủ những vị quân sư đưa nước tần lên đa số đều từ nước khác đến không được trọng dụng tại đất nhà hoặc có chuyện bất mãn với nước mình nên bỏ sang tần và thường được các vua tần tin dùng. Vua tần ngỏ lời mời mạnh thường quân không đi không được vì tần lúc ấy đang rất mạnh, chưa hầu nào cũng sợ. Nhưng vua tần mời ông làm tướng quốc thì ông nhất định từ chối. Vua tần định giết nhưng nhờ mưu sĩ suối mạnh thường quân đút lót cho người tiếp yêu của vua tần là yên cơ để nàng khuyên vua tha cho mạnh thường quân ông mới thoát nạn trốn về khi ra tới hàm cốc tức là cửa quan ở biên giới trời còn sớm quá cổng còn đóng chặt cả đoàn nôn nóng đứng chờ vì sợ vua tần đổi ý cho lính đuổi theo bắt lại lính các cổng nói khi nào gà gáy thì chúng tôi mới được mở cổng chờ một lúc có người môn khách của mạnh thường quân giả tiếng gà rất giỏi bèn gáy lên mấy tiếng thật to tức thì tất cả gà ở những căn nhà chung quanh nghe thấy liền gáy theo lính canh theo thói quen vì thời ấy không có đồng hồ hễ cứ nghe gà gáy là mở cổng phái đoàn mạnh thường quân mừng rỡ chạy lao ra khỏi cửa quan ngoài lãnh thổ nước tần bình nguyên quân tức công tử thắng ở nước triệu nghe tin mạnh thường quân từ tần ghé qua nước mình trên đường về vội đưa đoàn tùy tùng ra đón rước rất long trọng dân nước triệu cũng nghe danh mạnh thường quân từ lâu nên ùa ra xem rất đông khi mạnh thường quân từ trên xe bước xuống đám đông sầm xì với nhau rồi cùng che miệng cười vì cứ tưởng mạnh thường quân phải là người cao lớn bệ vệ hóa ra người ông nhỏ bé loắt choắt đêm hôm ấy tất cả những người cười mạnh thường quân đều bị giết sạch bình nguyên quân biết đó là môn cách của mạnh thường quân ra tay nhưng không dám hỏi Chuyện Đông Chu Liệt Quốc thì chỉ kể sơ sài như thế, nhưng sách Mạnh Thường Quân Liệt Chuyện viết rõ hơn như sau. Mạnh Thường Quân nghe thấy dân chúng sầm xì chê cười ông nhỏ bé. Ông tức giận cùng tân khách giết mấy trăm người, rồi đốt cháy cả một huyện, rồi mới bỏ đi. Có một điều rất lạ là mạnh thường quân tuy cứng cỏi như thế mà lại vướng một chuyện rất cay đắng là trong đám môn khách thượng vàng hạ cám mà mạnh thường quân nuôi đầy nhà đến nỗi có lúc gần phá sản thì có kẻ vô ơn bội nghĩa đã tán tỉnh rồi gian dâm với vợ mạnh thường quân. Chiến quốc sách kể xá nhân của mạnh thường quân có kẻ gian díu với phu nhân của ông có người biết chuyện nói với mạnh thường quân là đã là xá nhân của ngài mà dám gian díu với phu nhân thì quả là bất nghĩa, xin đem giết ngay. Nhưng mạnh thường quân nói, thấy mặt phụ nữ đẹp và ưa thích, đó cũng là tình người. Cái lỗi ấy xin đừng nói ra. Thái độ của mạnh thường quân thật là lạ, làm kinh ngạc những người thân cận. Người ta chỉ chê mình nhỏ con mà nổi giận giết cả mấy trăm người và đốt cháy nguyên cả một huyện. Vậy mà môn khách mình nuôi trong nhà, dám tư thông với vợ lại bảo đó là chuyện thường tình. Theo tác giả cuốn Lưu Manh Sử thì chỉ có một cách giải thích là bọn du thử du thực mà mạnh thường quân nuôi bấy giờ đã trở thành một lực lượng hung dữ giống như kiêu binh của thời chúa trịnh bên nước ta khiến chính mạnh thường quân cũng phải kiêng nể không dám trừng trị nhưng cũng có thể ông biết kẻ gian dâm với vợ ông là đứa mà ông cần dùng cho những việc khó khăn sau này nên ông không muốn giết ông vốn là người có chí lớn cắn răng hy sinh chuyện đàn bà cũng dễ hiểu kinh nghiệm cho ông thấy chuyến đi vừa qua nước tần nếu không có những môn khách thuộc loại đầu trộm đuôi cướp thì có thể ông đã không thoát nạn rồi khi ghé qua nước triệu nếu môn khách của ông chỉ toàn là kẻ sĩ có học thì làm sao đủ sức giết mấy trăm người dám chê cười ông nhỏ con nghe chuyện vợ ngoại tình ông bảo cái lỗi ấy xin đừng nói ra chỉ là câu nói giả vờ để tỏ ra mình rộng lượng kỳ thực một người tiếng tăm lừng lẫy như ông lại đang quyền cao chức trọng làm sao mà nuốt nhục khi đàn em cả gan gian díu với vợ mình nước tề thời ấy rất cường thịnh lấn át nhiều chư hầu tề mân vương muốn lật đổ nhà chu để lên thay mạnh thường quân can ngăn không được lại bị vua tề cách chức và đuổi đi ông sang nước ngụy ở nhà công tử vô kỵ và giới thiệu bình nguyên quân cho vô kỵ từ đó ba người rất thân nhau thưa quý thính giả những điều chúng ta biết về mạnh thường quân qua các tài liệu để lại là như thế ông không làm từ thiện không giúp đỡ người nghèo hoặc đóng góp gì cho xã hội ông đón người về nuôi hoàn toàn chỉ để cầu lợi cho cá nhân nghĩa là bỏ gạo thóc ra để đầu tư chứ không phải để cứu đời có lẽ người đời sau chỉ nghe loáng thoáng là mạnh thường quân lúc nào cũng nuôi ba ngàn người trong nhà rồi lầm tưởng rằng ông mở cửa đón người nghèo vào cho ăn free cho nên từ đó coi ông là người từ tâm hào phóng và hễ ai đóng góp tiền bạc cho người nghèo thì đều được gọi là một vị mạnh thường quân cuốn điển tích xưa của hoàng phương viết như sau mạnh thường quân là một điển tích được dùng rất phổ biến trong văn chương để chỉ việc làm nghĩa cử giúp đỡ người khác lúc khó khăn mà không vụ lợi tác giả khẳng định mạnh thường quân là người chuyên giúp đời thì thực tế là không đúng thưa quý thính giả quan công là biểu tượng cho tín nghĩa thì hoàn toàn đúng nhưng bảo mạnh thường quân là biểu tượng cho từ thiện thì phải xét lại bởi vì như tôi đã nói ở trên ông đón người ta vào nhà không phải để cứu trợ mà chỉ nhằm mục tiêu lợi ích cá nhân mà thôi